Dì xin chào các bạn. Welcome back to my channel. Welcome back. Cách đây vài ngày Dì có nhận cái hộp quà này từ Lazada.vn. Là các bạn cũng biết Lazada mà phải không? Quá nổi tiếng rồi, Dì không có cần phải nói thêm nữa. Đây là một website trực tuyến của Việt Nam, cũng giống như là eBay này nọ vậy đó, là muốn mua gì cũng có luôn. Thì ok, đây là cái hộp quà này, nó siêu nặng luôn. Mà Duy nhận hộp quà Duy cũng rất là hết hồn nữa. Cái này chắc cũng phải, Duy cũng nghĩ chắc mấy ký á. Thì cái hộp quà này là Lazada gửi tặng cho Duy nhân dịp sinh nhật của Lazada. Thì Duy nghĩ là sinh nhật của Lazada mà Duy không có tặng quà mà còn nhận được quà nữa. What the hell? Được quà là vui rồi. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật sắp tới của Lazada là ngày 9 tháng 5 năm 2018 là Lazada.vn sẽ có một cái sale bùng nổ luôn, là có rất là nhiều voucher để tặng cho mọi người. Thì khoảng từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 5 là cái đợt sale nhân dịp sinh nhật đó. Thì cái hộp quà này cũng gửi cho Duy là để kiểu như nhân dịp cái đợt sale khủng đó để Duy có thể chia sẻ thông tin này cho các bạn. Hay là các bạn thấy không, cái hộp này nó rất là chắc chắn và rất là đẹp, và thiết kế cũng đẹp nữa. It's our birthday and you invited. Thì khi mở hộp quà ra thì ở trên đây nó sẽ có cái một cái tấm thiệp nhỏ nhỏ. Bây giờ mở ra thì Duy cũng rất là chán ngợp, bởi vì Duy chưa nhận được cái hộp quà mà nhiều sản phẩm như thế này. Đầu tiên đập vô mắt Duy là đây là cái mặt nạ đất sét thanh lọc da Pure Clay Mask của L'Oreal Paris. Thiệt là Duy chưa có sử dụng cái sản phẩm này bao giờ, nhưng mà Clay Mask là cái mặt nạ đất sét thì đã sử dụng trước đó rồi. Duy cũng được biết cái sản phẩm Clay Mask này á là có ở trên thị trường Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Nếu bạn nào mà dùng thử rồi, bạn có thích hay không, hãy comment bên dưới cho Duy biết để xem Duy có nên dùng thử sản phẩm này hay không. Nhưng mà nhìn nó cũng khá là ấn tượng. Cũng rất là thích những cái sản phẩm mà có một than hoạt tính á. Than hoạt tính rất là tốt trong việc mà purify, là làm sạch da. Nên dặn oh no, cái này mới kem chống nắng, cái này là makeup. Oh cool. Ok, Duy biết cái nhãn hiệu Anessa này á là nhãn hiệu rất là nổi tiếng về kem chống nắng. Duy nghĩ là cái sản phẩm kiểu như cũng mới của Anessa. Thì đây là cái Perfect BB Base Beauty Booster và có SPF 50 plus and BA plus 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 plus. Tóm lại đây là kem trang điểm chống nắng BB, cũng giống như kiểu như BB cream, và cái thành phần chống nắng của nó rất là cao. Để xem nha, dùng cho mặt. Ok, Duy nghĩ cái này rất là phù hợp với bạn nào mà thích sử dụng kiểu như là make up hàng ngày để bạn đi học hay là đi làm gì đó. Sản phẩm mà Duy rất là thích và Duy cũng đã review rồi và hiện giờ Duy cũng vẫn đang sử dụng, đó chính là cái sản phẩm Innisfree Green Tea Seed Serum. Có thể các bạn nghe serum thì nghĩ là ôi cái này nó dưỡng ẩm, hay là cái tác dụng của nó là dưỡng ẩm rất là sâu này nọ, nên mình chỉ sử dụng kiểu một vài lần một tuần thôi. Nhưng mà thật ra cái sản phẩm này á Duy dùng hầu như là mỗi ngày luôn, trước khi đi ngủ chút xíu. Mình thấy là vẫn rất là ok, hoặc là dùng trước khi mà make up cũng được. Ok, Innisfree. Tiếp theo sẽ là ba cái chai nhỏ nhỏ này. Ba cái sản phẩm này là của Vichy. Hai chai là chống nắng và chai còn lại là gel cân bằng độ ẩm, kiểm soát dầu và ngừa mụn, rửa sạch mặt. Rồi sau khi mà mình dùng toner thì mình sẽ dùng này. Ô cái chai này bé xíu, đi du lịch rồi nên đem theo những cái chai này rất là ok luôn. Duy rất là thích những cái chai nhỏ nhỏ như thế này, nó vừa tiện dụng để mình đi du lịch mà nó rất là nhỏ gọn nữa. Duy thank you Vichy Lazada. Chống nắng này là cũng như mọi loại kem chống nắng thôi, thoa kem 20 phút trước khi dùng và bạn cũng có thể sử dụng dưới cái lớp make up của mình cũng được. Yep. Như cũng rất là recommend các bạn nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày á, dưới lớp make up của mình để bảo vệ làn da. Hồi đó khi mà Duy đi bay á, Duy cũng phải sử dụng kem chống nắng mà cái loại nặng luôn á, hàng ngày khi mà bay trên đó, bởi vì những cái tia tử ngoại, những cái tia cực tím này nọ ở upstairs rất là mạnh luôn. Dù là ở bên trong máy bay cũng vậy thôi, cũng phải bảo vệ cho làn da, nếu không thôi sẽ bị đồi mồi nè, bị những cái vết nhăn da nè, và bị sạm da bla bla. Nói chung là chắc các bạn đã biết cái sữa rửa mặt tạo bọt Senka của Nhật này rồi. Hồi đó giờ Duy có hay sử dụng cái
tuyết mà màu xanh da trời á, chị nghĩ là chắc cái đó ai cũng biết. Đó là một trong những cái sản phẩm rửa mặt mà Duy yêu thích nhất luôn. Bởi vì Duy cũng có mua cái đồ tạo bọt á, và khi mà dùng lên mặt, thứ nhất là dùng khi mà nó ở dạng bọt á, nó như là massage trên mặt, nó rất là sảng khoái. Thứ hai là cảm giác sau khi dùng cũng rất là sảng khoái, mình cũng có cảm tưởng như là mặt của mình nó sạch rồi nhưng mà nó vẫn cảm thấy nó ẩm nhẹ chứ nó không có bị rít da các bạn. Cái chai này là dạng mới màu hồng, nó có collagen. Chắc cái này mới quá, chiết xuất từ bọt tơ tằm. Ok, bạn nào mà dùng cái này rồi á, có thể nói cho Duy biết là các bạn thấy như thế nào, có cảm tưởng như thế nào, có thấy là nó tốt không, có thấy là nó cảm giác là y như cái màu xanh hồng, nhớ nói cho Duy biết nha. Hay mày hôm nay match cái áo màu hồng này của tôi. Sản phẩm nữa của Vichy luôn, cái này cũng là sữa rửa mặt, nhìn là biết sữa rửa mặt rồi. Sữa rửa mặt dạng kem giúp ngừa mụn và xoa kích lỗ chân lông. Cái này cũng để sử dụng hàng ngày luôn, và các bạn cũng có thể tạo bọt với cái những cái lưới tạo bọt này nọ. Ok, cái này nó nói là nó sẽ giúp rửa rất là sạch và sâu, tẩy luôn cái tế bào chết và giúp cho lỗ chân lông của mình nhỏ lại. Cool. Duy chưa dùng bao giờ nhưng mà những cái sản phẩm của Vichy thì Duy có dùng thử rồi. Duy sẽ tìm hình của cái chai dưỡng da đó ở để đâu đây. Nếu Duy dùng mà Duy rất là thích thì dùng mỗi ngày luôn. Và khi mà ngủ dậy thì cảm thấy da mặt mình nó cũng khá căng và nó khá mượt á. Nên nếu mà các bạn có điều kiện một chút thì Duy cũng thể recommend cái chai đó cho các bạn sử dụng thử. Cái chai nhỏ này là cái travel size, mini size của cái chai lớn này thì nó cũng như vậy luôn. Thank you Vichy. Để du lịch ha, kỳ này du lịch là ngon này nha. Cũng của Vichy luôn. Cái này là Night Detox Anti-Imperfection Clarifying Care. Dài quá vậy Vichy. Đây là gel giảm dầu và giúp xoa kích lỗ chân lông ban đêm. La Roche-Posay. Trời ơi, không biết đọc tên có đúng không nha. Cái này là tên, trời ơi, tên tiếng Pháp. Rồi ok, bạn nào mình biết là Duy đọc không đúng nhớ comment ở dưới dùm cái nha. Thì đây là sản phẩm gel rửa mặt tạo bọt dành cho da dầu nhạy cảm. Tác dụng cũng làm sạch bụi bẩn và ngăn ngừa mụn luôn. Ra thì Duy nghĩ là những cái sản phẩm sữa rửa mặt này á, ở Việt Nam thì nên dùng và dùng rất là thích. Và Duy cũng kiểu như là recommend các bạn kiểu như là nếu mà mua những cái sản phẩm mà sữa rửa mặt á, thì các bạn nên có một chai kiểu như là sữa rửa mặt dùng hàng ngày, và một chai và sữa rửa mặt mà dạng chuyên sâu một chút, kiểu như các bạn hay dùng 2 lần một tuần chẳng hạn. Bởi vì ở Việt Nam mình đi ra ngoài đường rất là nhiều khói bụi này nọ, và đi một chút xíu thôi là bụi nó đầy trong mặt luôn rồi, mấy cái lỗ chân lông cũng bụi luôn. Bởi vậy nên Duy mới recommend là mua một cái loại sữa rửa mặt hàng ngày á, để dùng hàng ngày. Đi ra đường cái xong đi vô cũng Duy thì nếu mà ra đường cái gì vô thì Duy cũng sẽ dùng sữa rửa mặt để Duy rửa mặt. Ok, bởi vậy nên Duy dùng sữa rửa mặt nó hơi hao, nhưng mà Duy thấy bước đó là cần thiết, bởi vì trời bụi quá, bụi quá. Cái mask, cái mặt nạ là không đủ đâu. Tiếp theo đây là kem chống nắng của La Roche-Posay. SPF là 50 cộng luôn, và UVA, UVB. Kem chống nắng kiểm soát nhờn, có khả năng kiềm dầu suốt 8 tiếng. Đó là một cái chai bự như thế này. Chai này là bao nhiêu lít đây? 300ml. Và của Pháp, cũng là của hãng La Roche-Posay luôn. Thì đây là nước khoáng làm sạch và dịu da. Khi có rất là nhiều nước khoáng, và thật sự là nhiều bạn cũng hỏi gì đó nhiều về nước khoáng thì cái tác dụng của nó là gì? Well, ngoài tác dụng như refreshing cho làn da là làm fresh cái lớp makeup trên mặt của mình á, thì mình ví dụ như là mình xài makeup một khoảng thời gian nó lâu thì mình xịt một chút xíu nữa lên cho nó tươi tỉnh, cho nó fresh, refresh cái lớp makeup đó đi. Như có freelance thì như có makeup cho các bạn client này nọ, thì trước khi makeup là như sẽ sử dụng những cái lớp xịt nước xịt khoáng như thế này lên da của client để cho mình cũng refresh cái làn da để chuẩn bị cho makeup á. Hoặc là nhiều khi mà Duy thấy là có thể sử dụng là phấn hơi nhiều á, thì mình cũng có thể xịt lên một chút để cho cái lớp phấn đó nó hòa lẫn hơn, vừa làn da nhìn cho nó tự nhiên hơn. Thì cái nước xịt khoáng này á, đối với Duy là makeup artist thì thấy rất là cần thiết luôn, và Duy xài rất là hao, rất là nhiều chai. Nên yeah, new one, thank you. Sản phẩm nữa của
cũng cùng một hãng luôn, La Roche-Posay. Đây là micellar water. Thì cái video trước đây Duy có review cái sản phẩm micellar water. Rồi bây giờ có một cái sản phẩm mới nữa thì Duy rất là excited để dùng thử. No rinse off luôn, là mình cũng không cần phải rửa lại bằng nước nữa. Cái đó thì để Duy test thử xem, nhưng mà rất là vui, rất là excited bởi vì Duy chưa sử dụng những cái sản phẩm của hãng La Roche-Posay này bao giờ hết trơn. Tóm lại cũng có một cái nữa, đó là lý do tại sao mà Duy rất là appreciate Lazada, và Duy cũng thích mua những cái sản phẩm của Lazada bởi vì ví dụ những cái sản phẩm như thế này bằng tiếng nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng bla bla gì đó, thì lúc nào cũng có một cái miếng đằng sau như thế này để dịch cho mình ra tiếng Việt xem là sản phẩm này gồm có những cái thành phần gì, có thành phần gì mà nó bị mình bị dị ứng với nó không, và sản phẩm này có tác dụng làm cái gì, và hướng dẫn sử dụng như thế nào, cũng như là deadline của nó như thế nào. Bởi vậy nên Duy rất là appreciate Lazada bởi những cái thông tin bằng tiếng Việt như thế này. Bởi vì nhiều sản phẩm nhiều khi tiếng Pháp thì Duy đọc Duy cũng đâu có biết đâu. Bởi vì mình không có biết thì nhiều khi nó tốt quá mình cũng không có mua được, bởi vì mình không có biết. Bởi vậy nên Lazada. Sản phẩm cuối cùng mà Duy có một cái là của hãng Bibia. Một cái sản phẩm của Hàn Quốc thì có lẽ rất là nổi tiếng, các bạn thì ai cũng biết rồi phải không? Đây là Duy có cái màu, Duy nghĩ là cái màu tím, hồng, tím này thế này. Ô, cái vỏ ngoài cũng dễ thương quá ha, siêu yêu. Và thôi không có màu gì hết. And last but not least là cái sản phẩm cuối cùng, đây là cái sản phẩm mà Duy đã thích sẵn rồi. Duy rất là cảm ơn là Lazada đã gửi cho Duy cái sản phẩm này. Đây là Maybelline The Powder Matte. Thì cái màu này Duy cũng đã có rồi, và cái dòng powder matte này Duy cũng rất là yêu thích rồi. Mà review sơ sơ thì Duy sẽ nói với các bạn là Duy rất là chịu sản phẩm này. Nó lên môi rất là nhẹ môi và không có bị không có bị len vô mấy cái khẽ môi á. Ok, that's it. Tóm lại là cái video unbox khoe quà như vậy là đã xong rồi. Duy cũng rất là cảm ơn là Lazada đã gửi cho Duy cái hộp quà này. Thật sự Duy rất là excited, rất là hào hứng để thử những cái sản phẩm này. Sao nữa ta? Thank you so much for watching this video. I hope you have an amazing time, amazing day, amazing whenever you are, wherever you are on earth. Thank you so much for watching, and until the next video. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye.